khi giữa đại dịch Covid bùng nổ và cướp đi hy sinh mạng của rất nhiều người trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đứng trước những đau thương mất mát đó thì những nhạc sĩ Trần Thanh Hiền đã sáng tác ca khúc Hư Vô. Giữa xuôi ngược dòng đời, giữa bộn bề sóng cả, những lời thơ ta viết cho người để dòng nhạc chắp cánh ước mơ. Và một mai loài Covid hiểm nguy sẽ bị diệt tan, xin người hãy quay về nơi Phật Pháp tâm linh. Và ngay sau đây, ca khúc Hư Vô sẽ được gửi đến quý vị do nữ nhạc sĩ Trần Thanh Hiền với sự đẹp nhạc của nhạc công saxophone Đức Thịnh.